Em chào anh em nha. Video tiếp theo ở trong buổi sáng của ngày thứ hai đầu tuần, em chào bán với anh em một số món hàng. Em có một cái mình áo sao quay thái 204, hàng tháo xe, tem zin, sơn zin cực kỳ đẹp luôn, nhưng mà nó có lỗi bát ủng thiệt anh em ơi, lỗi vận chuyển, nó lỗi bát, nói chung nó lỗi hai bát thôi. Mình em bán cho anh em giá 1 triệu, anh em về làm hai bát thì gắn lên xe bao đẹp luôn. Tem zin theo xe mà đẹp cỡ này, ngay cái màu này màu hiếm nữa chứ, bạc môn đen cực kỳ đẹp luôn. Tem zin theo xe, sơn zin rất là đẹp luôn anh em. Tiếc nổi cái nó lỗi bát nhẹ, nó lỗi ngay trong cái bát này nè, vận chuyển về bị gãy nè, bát mua rùa nè anh em. Mà cái này, cái bát này thì dễ xử lý, bát này thì dễ xử lý. Quá trời tem zin theo xe mã đẹp vậy nè, quay thấy 204 anh em theo xe, còn lại là đẹp hết luôn nha anh em. Sơn zin tem zin là bao đẹp luôn. Bạc môn đen, anh em nào có nguyên cái khúc trước màu đen á, mà anh em muốn đi mình sao quay thái 204 mà màu người ta gọi là bào mạc bạc môn á anh em, bạc môn á, có nghĩa là nó không sáng như cái màu bạc ấy, mà nó hơi lì lì, nó kêu bạc môn anh em nè. Nè, nó không có sáng như cái bạc của xe, mà nó kiểu như nó tối tối thì kêu bạc môn á anh em. Bạc môn đen. Sơn rim tem rim cực kỳ đẹp. Rồi trước khi đi vào dàn áo, em có một cái càng quay thái 204. Xanh nồng súng siêu đẹp nha, kêu rất là to nha anh em. Cái càng này bán 300.000 nha. Nói chung anh em nào chơi càng này mới hiểu. Nè, em đang gắn trên xe nhà em cây nè. Đúng quay thái 204 luôn nè, thấy không? Kêu rất là to nha. Bao anh em kêu hay hơn càng 110 nhiều. Theo xe nha anh em, còn cực kỳ đẹp, xanh nồng súng. Thì càng này em bán 300.000. Chưa chỉnh luôn nha anh em, càng chưa chỉnh ốc nè. Made in Thái Lan nha. Càng quay thái 204 theo xe, bao kêu cực kỳ hay. Rồi càng này bán 300.000. Cặp phục sao quay thái 204, nói chung cái vỏ bên ngoài nó siêu đẹp luôn á. Nó chỉ có cặp ti nó bị xì thôi, anh em về vô ti lại xài. Anh em vô ti 10 ly đây, bán 300.000 à. Chân keo còn đẹp luôn nha. Ống lò xo là em bao anh em là sơn rin còn rất là đẹp. Về anh em vô ti lại, ti rin theo xe mà xì mất rồi. Ti rin theo xe đó anh em mà nó xì mất rồi. Vậy anh em vô lại cái cặp ti mới 300.000. Mình áo sau quay thái 110, màu bạc môn đen nha anh em. Mình áo này em bán anh em giá 1 triệu bạc. Máu mình áo này mà nói thiệt luôn chứ, bát móc nó đẹp, bán từ giá là 2 triệu, mắc cực kỳ luôn chứ không phải áo này không phải rẻ đâu nha anh em. Này nó dơ nha anh em, về anh em rửa bát cà na lại rồi tháo mấy cái tem này ra. Sơn rin còn đẹp lắm, mua rùa bát móc 100%. Đúng quay thái 204 nha anh em. Đây, ủa cái mũ rùa này nó đắt 201. Thằng 204 nó có cái ốp vai á, ốp vai với lại mũ rùa là đắt, nó xài chung với quay thái. Đúng bạc môn đen anh em. Mình nhỏ nè. Sơn rin tem rin còn cực kỳ đẹp luôn. Bát ốp sườn rất là đẹp nha anh em. Nó làm bát ốp sườn đẹp hơn áo quay 110 nhiều. Sơn rin tem rin luôn nha anh em. Tem rin theo xe luôn đó nha anh em, còn cực kỳ đẹp luôn. Mắc lắm nha anh em, tem quay 204 mà tem tồn nó rất là mắc nha anh em, chứ không phải rẻ nha. Tem quay 204 tem tồn là cực kỳ mắc. Tem new nó còn mắc hơn tem quay 110 rồi, chứ đừng nói tới tem tồn. Bát ốp sườn còn là nha anh em, đúng quay thái 204 nha. Đó. Bát thùng xăng lớn nó làm rất là dày dặn anh em thấy không? Có một cái gãy bát mua rùa, dấu gãy mới chát luôn, lỗi vận chuyển anh em. Ở dưới lượng nước này vẫn còn anh em, nói chung sơn rin đẹp lắm. Cái cốp này sơn rin đó anh em, sơn rin là cực kỳ đẹp á, bộ áo này gọi sơn rin đẹp lắm. Sơn rin tem rin. Con nó sắp chết rồi. Bạc môn đen. Đúng quay thái 204 nha anh em, không có quịch lỗ quịch gì hết anh em. Đúng 204 theo xe nha anh em, mình bao anh em đúng hàng theo xe, tại vì mình chưa có rửa ra bên trong đóng bụi lâu năm. Còn mình bên này là anh em nhìn là tê tái tâm hồn luôn nha anh em. Bên này là nhìn là tê tái luôn. Rất là đẹp luôn. Tem là không có một miếng cày. Mát lắm nha, tem này tem tồn cực kỳ mát nha anh em. Quay thái 204. Bạc môn đen.
nè, cái bát mua rượu của nó làm đẹp hơn 110 nhiều. Dưới thì cũng vậy đó nè, bát lường nước nè. Rồi bên đây gãy cái thùng xăng, gãy ngay chân bát thùng xăng lớn nữa. Hai bát này đó anh em. Lỗi hai bát, còn lại là bao anh em ok hết nha. Đúng 2.4 anh em. Sơn rin tem rin cực kỳ đẹp, giá 1 triệu. Anh em về làm lại hai bát đó là gắn. Làm lại một bát mua rùa. Bên mé bên ấp mình nhỏ với làm lại một bát bên thùng xăng lớn này nè. Bên mé bên mình lớn là gắn lên xe khỏi sơn, bát cà na lại. Tiếp theo phụ tùng quay 110, mình có mấy món. Anh em có xài thì hú mình. Mình có hai cái chó đèn theo xe, hai cái chó này đẹp hết nha, về anh em vệ sinh lại chưa xúc. Cái này bóng riêng theo xe nè, cái này nè. Thủy đẹp lắm nha anh em. Không có chảy thủy gì luôn nha anh em, thủy rất là đẹp. Kính là bao anh em là không có răng nứt nha. Ở trên góc của trên mé này nè, nó có nứt, nó có kiểu như nó bị ấy nhẹ xíu nè. Nè. Đó. Nhìn tổng thể vô rất là đẹp. Anh em, hai bát trên còn nguyên nha, thấy không đa. Có dưới này nè. Dưới này vẫn là rin luôn nha anh em, rin luôn nha. Chưa bị lỗi luôn nha anh em. Thấy không đa, đây theo xe đây anh em. Cái chó này mình bán cho anh em giá 1.2 triệu. Bao anh em là không răng. Đó. Đây nha anh em, chó theo xe đây nha. Ba gạch đây nha anh em. Chó này là không lỗi lầm luôn á. Cái chó này bán 1.2 triệu. Là có bóng với chui đầy đủ. Có bóng theo xe luôn nha anh em. Còn cái chó này anh em nào lấy giá 800. Chó này đẹp ghê, tiếc nổi cái chân dưới nó bị lỗi. Chân dưới nó có hàng. Bóng vẫn là bóng theo xe luôn nha anh em. Hai cái chó này bóng theo xe hết trơn. Cái này thì bên đây nè. Góc bên này nè. Có dấu nó nứt nhẹ gì nè. Chắc là do cấn này nọ đồ đó. Thái không đa nha anh em. Nè, mã dưới này nè, bắt ốc bình thường anh em, bắt ốc bình thường người ta có hàng nè. Đó dưới này có hàng, vẫn còn cái ấy bên trong nha, cái miếng sắt bên trong nha, bắt ốc bình thường. Đó ngoài ra là không lỗi. Bao anh em chuẩn. Thủy cực kỳ đẹp, bóng ngay băng. Bao sáng, bao gom theo xe thì miễn bàn. Đó cái này 800. Anh em đợi mình xíu nha. Rồi ok anh em, tiếp theo. Cái chó này nãy em báo 1.2 triệu rồi. Cái chó này thì 800 anh em. Cái chó này lỗi cái này thôi. Cái chó này đẹp lắm. Đó. Thủy rất là đẹp. Chạy bên ngoài thì cái này mình xử lý được, nhưng mà quan trọng là nó không răng không nứt anh em. Còn cái chấu dưới này thì nó nằm bên trong, nói chung anh em nào mà không khó tính thì mình sử dụng cái này rẻ. Giá hợp lý dễ xài. Ha, chui bóng đầy đủ. Rồi, em còn cặp cái chân dài, em bán giá là 1.2 triệu. Cái chân dài em bán giá là 1.2 triệu. Cái chân dài này cũng còn ok lắm, thùng lỗi sắt đồ tất cả là theo xe hết. Thùng lỗi sắt đồ tất cả theo xe hết, nhưng mà thùng anh em nhớ về thay mới nha. Lỗi sắt thì mình có thể đem đi sơn si là mình xài anh em. Em bán cho anh em là đầy đủ ốc tán thùng con bách sắt nha. Cặp này giá 1.2 triệu nha, cây bên này nó đẹp như mới luôn nè. Cây bên này đẹp lắm, cây bên bô lúc nào nó cũng đẹp chứ á. Lỗi sắt theo xe hết nha anh em. Kép là F-1. Đấy. Đấy, anh em có xài cái alo em. Em còn cây gác máy 2 tầng, quay 110. Cây này thì nói chung cũng rất là ok. Ngay thẳng không quên cái chống nghiêng này theo xe nha anh em. Đây nè, chữ V to đùng rồi thấy không? Chống nghiêng này thì người chủ trước người ta có đắp lại rồi nha. Người ta có đắp lại sẵn cho mình rồi nè. Nói chung là về anh em mình mài sao mà cho nó đẹp như rin lại hết sức có thể. Ốc tán là cũng rin hết chứ không có lỗi nha. Ốc tán cũng rin hết nha anh em. Có chữ L đây nha anh em. Rin hết ha. Cây này giá 500 anh em. 500 ngàn. Còn em còn một cây bô. Cây bô này thì em quay lại thôi. Chứ em không đăng rồi. Cây bô này nó bị lỗi chỗ này. Cây bô này anh em nào lấy em bán anh em nhanh gọn lẹ xúc tích đi cho nó lẹ. Chống trổ sắp tới hàng về nữa nha. 1 triệu.
bao anh em là tiếng hay nha. Bô 2000 anh em, mất cổ nha. Giá này thì anh em đừng hỏi em cổ riêng hay không, mất công lắm nha. Anh em biết chơi bô 110 thì giá này không có chuyện cổ riêng đâu. Cổ riêng là từ hàng 3, hàng 3 chưa chắc có cổ riêng nữa, hàng 4, 5, 6, bô nhiều giá lắm, cả chục, chục ngoài 20. Rồi ok anh em nha, video em ngắn vậy thôi.